cửa hàng. Trước tiên chúng em xin kính chào tất cả toàn thể các ông bà cô bác anh chị em trên cộng đồng mạng. Hôm nay cửa hàng chúng em sẽ hướng dẫn cho các bác, các cô, các chú, các mợ, các thím làm sao để chọn được một máy cưa Trung Quốc, máy của Trung Quốc sản xuất, nhưng mà làm sao xài mà phải vừa ngon, vừa bền, vừa đẹp, vừa rẻ. Đó, ngon, bền, đẹp, rẻ, đó là lựa chọn hàng đầu của người Việt Nam. Vậy thì hôm nay cửa hàng chúng em sẽ hướng dẫn cho các bác khi đi mua máy cưa làm sao để chọn được một máy cưa về nó ít bị hư, xài được, không hao xăng các bác ạ. Thì như dòng máy này nhà em đang bán, cửa hàng chúng em đang bán, em bán dòng máy này cách đây hơn 10 năm rồi các bác. Đó, nó từ đời 5.200 giờ chuyển thành 6.200. Thì em bán cho vòng cả chục năm nay thì em thấy dòng máy này xài rất là được, mặc dù nó xuất xứ tại nước Trung của Hoa nhưng mà xài rất là được các bác ạ. Nói thiệt với các bác, các dòng máy của Trung Quốc là em lấy rất nhiều loại, em test thử hết. Thằng nào xài được thì em giữ lại xài, còn thằng nào xài không ổn định là em chia tay xì bo nó luôn. Đó, thì như cái dòng này em test thử rất lâu rồi, bao nhiêu năm nay rồi, thì em thấy xài rất là được các bác ạ. Tại sao em nói nó xài được? Tại vì khi em bán cho khách thì người ta không phải đem đến chỉnh chọt nhiều và các đồ hư hao của nó rất là ít bị hư. Còn với các dòng máy khác cũng của Trung Quốc thì nó hư hoài. Hôm nay em xin ví dụ cho các bác một con máy này. Đây, một con máy này của khách. Con máy này của khách người ta cũng mới mua thôi các bác, cũng của Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào. Thì người ta mới xài thôi nhưng mà cái nắp trục giật này đã bị bể rồi các bác. Đó, đây là nắp trục giật của khách này. Nó nứt ở trên này ra các bác thấy không? Đó, nứt nguyên một đường này ra. Đó, tét cái bully này. Trước đây thì em đã thay cho người ta tới 3 cái bully này rồi. Lần này là nó bể luôn. Đó. Đó, ghi S-Tin được game Mandy đàng hoàng các bác nhé. Ghê lắm. Nhưng mà xài chẳng được mấy bữa thì hư. Đó, nắp trục giật đã bể vô năng. Chó lại hư liên tục. Đó. Cuối cùng em phải bỏ, em thay cái bộ cho sắt vô nó mới chịu được. Đó. Thì đây, đó cũng là một máy của Trung Quốc nhưng mà xài bèo hơn. Đấy các bác thấy không, cũng bật nút đầy đủ hết. Đó. Em bỏ hai con lên em so sánh cho các bác biết. Như cái nắp trục giật của con này em tháo cho các bác biết thấy. Các bác thấy không? Nó rất là cứng cáp nhé. Em tháo là để các bác nhìn. Máy này phù hợp với các bác ở nhà cưa ít, cưa cây lẻ hoặc là trèo lên cây để né nhánh thì rất là phù hợp các bác ạ. Nó nhỏ nhẹ, cưa nó không có nặng. Đây, như các bác thấy cái nắp trục giật này của máy này nó rất là cứng cáp các bác ạ. Mủ nó cứng hơn nhiều so với cái thằng máy này. Thằng máy này rất là giòn, mỏng manh. Đó. Bully thằng này xài cũng giống nhưng mà đồ nó cứng cáp hơn, mủ nó cứng hơn nhiều. Và các bác chú ý, cái loại máy tốt á thì cái tem này của nó dập thẳng vào trong, các bác thấy chữ này toàn chữ nổi hết các bác nhá, chữ nổi hết. Đó, chữ nổi rất là đẹp. Đó. Còn của cái thằng này là thằng rẻ tiền này, đa số là người ta dán kiểu này không các bác? Đó, người ta dán vô mà. Đó. Đa số các bác khi mua loại rẻ tiền là máy dán kiểu này nhá. Còn những cái máy mà cao cấp hơn một chút là người ta đóng mạc vô. Đó, ghi rất rõ. Đó. Thì các bác mua những dòng máy này thì các bác yên tâm hơn. Về IC nửa của nó xài bền hơn, nó ít khi bị hư các bác ạ. Cách đây mấy bữa thì cũng có một bác mua một cái máy, em cũng chia sẻ luôn, một cái máy cũng gần giống cái máy này này. Đó. Thì bác đó mua 1.800.000 bên Long Hoa, thì bác mua về bác chưa xài được cái gì, IC nửa này đã bị chết, không biết người ta nổ kiểu gì ở bên đấy, người ta giật nổ xong về nhà bác này bác giật nổ không nổ được, đem ra em kiểm tra thì mất nửa luôn. Cuối cùng đem qua người ta bảo hành,
đem qua người ta bảo hành, người ta thay cho cục IC khác. Về xài thì được mấy bữa thì bình xăng còn hư. Đó, cái đồ rẻ tiền nó vậy các bác, nó hư hết IC rồi chuyển qua bình xăng con, rồi là tất cả các hệ thống nòng lên nó rất là nhanh hư. Đó, khi các bác mua các bác lưu ý cái loại đó. Em xin phép được bắt đầu. Rồi tiếp theo để em hướng dẫn tiếp cho các bác biết. Như trên cái máy này các bác thấy không? Đấy, cái mạc ở trên này các bác đó, người ta dập rất là rõ nét, thấy không? Còn về mấy cái máy đểu này thì người ta chỉ dán vào thôi, người ta không có dập, người ta dán tem vào đó. Ví dụ như con này đó, con này người ta dán tem vô, các bác thấy không? Đó, ta dán vô không? Các bác thấy em nột ra được này, đó. Đó, nột ra được luôn thì nó không có dập in như con này. Đó. Con này là mạc dập in sâu vào luôn. Tiếp theo em mở tiếp cho các bác thấy. Đó, các bác thấy là cái ốp này của nó người ta cũng dập in luôn. Đó, chữ nổi đàng hoàng. Đó, rất là rõ nét. Đó. Còn về thang máy thường này thì do người ta dán nên nó bong mất tiêu rồi. Đó, cái này người ta dán vô nên bong mất tiêu rồi. Đó, nó không còn nữa. Đó, các bác thấy máy thường. Và ở trên cái khung sườn này nó có dập số, dập hẳn một cái tem cái số của nó, số máy đàng hoàng các bác nhé. Trung Quốc nhưng mà cũng số máy số má đàng hoàng này, em là có số má đàng hoàng. Còn về cái thằng mấy cái thằng rẻ tiền này thì chẳng có số, chẳng có xiếc gì hết, bóng trơn luôn. Đây các bạn, nó bóng trơn luôn, nó chẳng có gì cả. Đó, về rẻ tiền các bạn. Còn cái thằng này là loại nhỏ, loại nhỏ này thì em xin phép được kể sơ lịch sử đấy các bác này. Nó dán không à? Đó, rồi ở đây chỗ này nó cũng chẳng có dập chữ nổi ở đây, chẳng có số má gì hết, đó chỉ là dán thôi. Các bác thấy không? Máy này xài hư tùm lum hết, dán hết, toàn đồ dán không. Thì em kể lịch sử về con máy này. Con máy này là một người khách ở bên Tây Ninh gần nhà em. Em là ở huyện Dầu Tiếng thì gần Tây Ninh các bác ạ. Thì người ta đi Long Hoa, người ta mua 3 con như này, tại vì người ta hỏi sao giá rẻ, có tầm 1,8 triệu một con máy này. Thì người ta mua 3 con luôn. Và sau khi người ta xài được 1 tuần thì nó hư lần lượt hư tùm lum hết. Và 3 con bây giờ gom lại còn có 1 con. 3 con gom lại 1 con mà con này chết lên chết xuống. Cái con này được cái lợi là nó nhỏ nhẹ các bác ạ. Nó cưa nó rất là thích vì nó nhẹ. Nhưng mà nó hư hoài. Cái trục giặt này, nắp trục giặt của nó này, đó. Phải độ lại không các bác? Buni rất trong, em phải độ đó, em phải độ lại các bác. Đâu có mà thay đâu. Nó đồ nó khác với cái đồ mấy cái máy lớn này. Cho nên là khi mình thay thế nó rất là khó, mình phải độ chế tùm lum hết. Cái này như em chế lại thì nó xài đỡ thôi. Như con này là phải gom thêm cục nửa của mấy cái máy kia nữa. Đó, các bác thấy không? Mới xài đó, con máy này này. Bộ năng hư, IC, bô bin nửa hư, bình xăng con hư, máy này này, đó. Hư tùm lum hết, không xài được bao nhiêu hết, mua về vẫn đỏ không mà nó hư tùm lum. Tại cái đồ mà nó không có đạt tiêu chuẩn thì nó xài rất là dở các bác ạ. Nhiều khi các bác mua cái máy cưa mà tầm hơn triệu, 7 triệu, 8 triệu, 2 triệu, 3 ấy. Em nói thiệt các bác chứ các bác mua về chỉ có vứt đi thôi. Nó xài nó giật ghê lắm, mới đầu được mấy bữa đầu thôi, còn cứ dần dần về sau chỉ có bỏ. Đó, ở đây người ta em sửa ta hư nhiều lắm, hư mà nhiều lúc mình sửa mà mình cũng thấy ngại luôn, tại vì nó hư nhiều quá. Các bác thấy nó nhái các đồ để bật giống như con máy này thôi.
Các bác thấy nó rất là giống nhau, nhiều cái nó nhái giống y luôn. Đó, con này cũng bật nắp chụp vội e lên mở xuống. Đó. Đó. Thì các cái thì các bác thấy rất giống nhau. Đây là em lấy một con ví dụ thôi nhé, còn nhiều mẫu rất là giống. Nhưng mà khi các bác mua, các bác cứ lưu ý cho em là các tem này này nó phải dập bằng chữ nổi hết, trên cái đầu mạc phải chữ nổi các bác nhé. Đó, có số má đàng hoàng. Đó, thấy không? Số máy đàng hoàng. Đó. Và máy nó phải tầm từ trên 2 triệu thì máy mới ngon được. Còn máy mà dưới 2 triệu, triệu mấy em nói thiệt các bác, hiếm, khó lắm cái chỗ nào bán được cho các bác là máy nó đạt tiêu chuẩn hết, xài ngon. Như con này cửa hàng em bán rất là lâu rồi. Nói chung là lâu năm rồi mà người ta mua ta rất là thích. Cứ ra phát này em có đổi mẫu khác người ta không chịu đâu, người ta cứ tìm cái đúng hãng này người ta mua. Đó, tại vì người ta mấy người họ cứ quen rồi các bác, người ta xài quen rồi, người ta biết rồi, xài được, xài ngon, xài ok thì người ta cứ tìm người ta mua. Mình đổi đằng khác cho người ta đâu có chịu. Đó, người ta cứ tìm đúng cái loại máy này, thấy đúng cái loại máy này. Đó, thì đó, đấy là những cái nho nhỏ chia sẻ nho nhỏ của em để cho các bác, để các bác lựa chọn làm sao một cái máy Trung Quốc nhưng mà làm sao mình phải xài được. Nhất là nhiều bác hay nói là thôi tôi cưa ít, tôi mua cái rẻ tiền thôi, lâu lâu mới cưa một lần, đâu mấy khi cưa đâu. Nhưng các bác sai lầm một điều là các bác đã không biết sử dụng máy mà các bác mua cái đồ rẻ tiền về nó giật cho các bác chết luôn. Các bác giật hoài nó không nổ luôn. Hoặc là thường cái máy Trung Quốc này rẻ tiền này, các bác cưa nóng lên các bác giật nó không bao giờ nó nổ. Đó, chỉ để nguội nó mới nổ. Đó. Và rồi đem ra thợ sửa là nó ngán luôn. Em sửa em nó thiệt, gặp mấy cái máy rẻ tiền để em ngán nó luôn. Nó hư tùm lum này, nó giật cái này mai, nó giật qua cái khác, mốt nó nhảy qua cái khác nữa. Nó nhảy lung tung các bác ạ, sửa cho người ta mà thấy mình như mệt luôn đấy. Còn mấy cái hàng chất lượng này cũng Trung Quốc nhưng mà chất lượng mình sửa mình yên tâm. Nó ít giật hơn. Còn mấy cái này nó nhảy lung tung, nó hư này hư cái này mai, lại chuyển qua cái khác, mốt lại chuyển tới kia. Mình cứ sửa được cái này thì nhảy qua cái kia. Mà mình sửa hết nguyên cái máy thì thôi người ta mua máy mới cho rồi. Đó. Tại vì nó rẻ tiền nên là cái chất lượng nó không có cao. Đó. Thì các bác lưu ý cho em thế. Các bác đừng nghĩ là mình cứ ít mà mình mua máy rẻ tiền. Mà các bác nên thay đổi suy nghĩ lại. Cứ ít thì nên chọn máy tốt, máy ngon để mình mua. Tại vì sao? Mình không quen, mình đã không quen thì mình giật nó khó nổ. Đó. Thì mình phải chọn máy tốt về cho nó dễ nổ, dễ xài. Chứ mình mua cái máy rẻ tiền một ngày vác đi sửa 3 lần là thôi, tiền xăng tiền công hết luôn rồi còn đâu. Đấy là các bác cưa ở nhà chứ em không nói là các bác đi thuê người về cưa nữa là các bác chết luôn. Thuê người ta một ngày 500.000, 600.000 các bác đem đi sửa ngày chết luôn, tiền đâu mà trả cho người ta. Đó. Hoặc là nhiều khi đang hạ cây nửa đứt một nửa rồi, còn nửa chưa đứt, máy hư rồi vác máy đi sửa, cây ràng ở đó cứ đu đa đu đưa thôi, nhìn thấy mà chóng mặt luôn các bác ạ. Đó, cho nên các bác mua, các bác cũng lưu ý, các bác để ý mua máy Trung Quốc nhưng mà chọn máy nào nó tốt, nó xài được thì các bác mua. Đó, thì cửa hàng em đang bán loại này. Các bác nào muốn mua thì cứ liên hệ qua cửa Zalo của cửa hàng của em. Thì cái dòng này em bán lâu lắm rồi. Đó, đa số là em chỉ bán cái dòng này thôi. Đó, cái loại hãng này là em bán tại vì em thấy nó được thì em bán. Còn bán người ta cứ vác tới vác lui em không thích. Nói thiệt với các bác là bán cho người ta một cái máy người ta phải xài được. Chứ bán cho người ta không xài được thôi đừng có bán nữa. Đó, quan điểm của em là như thế. Em bán máy mới máy cũ cũng vậy. Đó, nhiều khi nó xui xẻo mình phải chấp nhận. Còn thật tâm em thì lúc nào em cũng muốn làm sao bán máy là người ta phải xài được. Người ta bỏ tiền ra thì phải đáng cái đồng tiền để người ta xài. Chứ người ta bỏ tiền ra người ta không xài được là người ta buồn lắm. Đó, thì quan điểm của em là như thế. Đó, các bác nào có muốn mua thì cứ liên hệ với gia đình em. Đó, hoặc các bác có thể nghe em tư vấn, các bác đến các cửa hàng khác các bác mua thì các bác cũng xem xét kỹ máy rồi các bác đến mua. Đó. Rồi cuối cùng em xin kính chào các bác, chúc các bác luôn dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, gia đình hạnh phúc. Và các bác nhớ bấm like, bấm đăng ký để xem nhiều video mới. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Xin chào các bác.